Tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Các bạn có thể thấy căn bệnh tim mạch hàng năm cướp đi đến 17 triệu người trên thế giới. Và trước đây chúng ta thường nghĩ rằng căn bệnh tim mạch là căn bệnh dành cho người cao tuổi từ 6 năm tuổi trở lên. Nhưng hiện nay căn bệnh tim mạch đã có xu hướng tấn công vào những người trẻ trong độ tuổi lao động. Chính vì vậy, khi chúng ta đang còn sức khỏe thì chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe của mình. Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm có thể giúp cho bạn phòng và điều trị được căn bệnh tim mạch vô cùng hiệu quả, hỗ trợ cho bạn có được một sức khỏe tốt nhất. Đó chính là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh, hay còn có tên gọi khác là Kiện Não Hoàn. Vâng, đây là một trong những sản phẩm đông y được chiết xuất từ rất nhiều các thảo dược quý, được kể đến như là rễ cắt cánh, ngư hoàng, phòng phong, long nhãn, hạnh nhân, là một trong những sản phẩm có thể giúp cho hoạt động tim mạch của bạn tốt hơn. Nó có khả năng ức chế sức co bóp cơ tim, giảm tần số hoạt động của tim, làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp, nhưng lưu lượng động mạch vành và sức co bóp cơ tim lại tăng cao. Đây là một trong những tác dụng giúp cải thiện công năng tim. Và khi bạn sử dụng sản phẩm Kiện Não Hoàn một thời gian thì bạn sẽ cảm thấy tim mạch của bạn ổn định hơn rất nhiều, sẽ không còn những triệu chứng như là khó thở, đau thắt ngực, mất ngủ, tim đập nhanh hay cảm giác bồn chồn lo lắng. Sản phẩm này thời gian vừa qua đã được rất nhiều người tin tưởng sử dụng cho sức khỏe của mình, để giúp cho tim mạch của chúng ta ổn định và sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra nó còn hỗ trợ thêm rất nhiều các bệnh lý khác khi chúng ta sử dụng, thì Nga nghĩ rằng đây là một sản phẩm sẽ giúp cho tất cả các vấn đề trong cơ thể của bạn được đưa về trạng thái ổn định. Và ngoài ra, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì bạn nên kết hợp thêm việc của chúng ta có một lối sống lành mạnh và một chế độ ăn uống hợp lý. Bạn nên tập thể dục thể thao đều đặn, giúp cho cơ thể bạn dẻo dai hơn và trái tim của bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì chế độ ăn uống bạn cũng nên lưu ý. Chúng ta nên ăn ít các loại thức ăn nhiều cholesterol, bởi vì chính cholesterol sẽ khiến chúng ta mắc rất nhiều các bệnh lý khác rất là nguy hiểm. Và ăn thêm nhiều trái cây và rau xanh, chất xơ sẽ giúp cho bạn điều hòa được cholesterol vào trong cơ thể. Ngoài ra thì chúng ta nên ăn bổ sung thêm các loại hạt, là những dầu thực vật rất là tốt, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta nên tránh căng thẳng, stress và tuyệt đối không nên sử dụng thuốc lá. Đó là một trong những lưu ý mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm Kiện Não Hoàn để bồi bổ cho sức khỏe, cho tim mạch và phòng chống được căn bệnh nguy hiểm này. Bạn nên lưu ý khi chúng ta kết hợp sản phẩm để sử dụng sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Và nếu như bạn đang bị những triệu chứng mà lo ngại rằng mình đang có thể mắc căn bệnh tim mạch, hoặc những người thân trong gia đình bạn cũng đang có những triệu chứng tương tự như vậy, thì bạn hãy lưu ý tới sức khỏe của mình và nhanh chóng phòng tránh cho mình căn bệnh nguy hiểm đó. Bởi căn bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng có thể gây tử vong bất kỳ lúc nào. Đó chính là toàn bộ công dụng của sản phẩm Kiện Não Hoàn hay là An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh Nga vừa chia sẻ tới bạn. Nga tin rằng đây là một trong những thông tin rất là hữu ích để giúp cho bạn có thêm được những phương pháp để phòng và điều trị những căn bệnh nguy hiểm như căn bệnh tim mạch. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn trong phần mô tả video, hoặc có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn và giúp cho bạn có được những thông tin tốt nhất, nhanh nhất và giao hàng trên toàn quốc. Vâng, hãy gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm, để hiểu rõ hơn về các bệnh lý trong cơ thể của mình và sử dụng sản phẩm làm sao được tốt nhất. Vì vậy, hãy nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho Korea Shop 24 giờ. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.